đủ sức chống lại 10 chiếc Su-30. Sở hữu công nghệ tàng hình bị động tốt nhất thế giới, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo, kèm khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Những chiếc F-22 Raptor xứng đáng là con át chủ bài giúp không quân Mỹ tự tin chiếm ưu thế tuyệt đối trước bất kỳ chiếc tiêm kích nào đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chiếc tiêm kích đáng sợ nhất hành tinh, chiếc man thịt F-22 Raptor. Việc chỉ dựa vào lực lượng tăng thiết giáp tiên tiến, người Israel chắc chắn sẽ không thể đảm bảo cho lãnh thổ của người Israel an toàn trước các giàn pháo cơ động của các thế lực thù địch luôn nhan nhản xung quanh lãnh thổ. Đó cũng là lúc những hệ thống lá chắn phòng thủ giai đoạn cuối chứ danh vòm sắt mới thực sự phát huy sức mạnh. Thật vậy, khi hiệp đồng với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác, đặc biệt là Arrow, các hệ thống này sẽ tạo thành một bức tường phòng không, biến lãnh thổ Israel thực sự trở thành một siêu pháo đài với hàng hàng lớp lớp các tuyến phòng thủ. Cũng chính nhờ những hệ thống phòng không này mà người Israel có thể đảm bảo sự toàn vẹn của gần như toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, hậu cần trước các đòn tấn công bằng hỏa lực rocket theo kiểu hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung của những lực lượng phiến quân như Hamas, Hezbollah xuất hiện khắp nơi xung quanh lãnh thổ Israel, tạo ra các màn đánh chặn tên lửa tuyệt đẹp, sáng rực bầu trời Israel. Là dự án được tiến hành dựa trên những trải nghiệm kinh hoàng của lính Mỹ trước các lực lượng xung kích, được tạo ra để khắc chế lối tác chiến, nắm thắt lưng địch mà đánh, cực kỳ phức tạp và khó lường của các lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là mẫu trực thăng chiến đấu Sikorsky S-67, mẫu trực thăng chiến đấu mở đường cho sự ra đời của dòng A-64 Apache lừng danh thế giới. Với trọng lượng chỉ 9 kg, loại này có thể dễ dàng tiêu diệt một chiếc xe bọc thép chở quân cùng toàn bộ binh lính bên trong. Có thể vô hiệu hóa một cỗ xe tăng T-72B3 nặng tới 50 tấn. Xuyên thủng các lớp tường bê tông cốt thép, tiêu hao sinh lực địch. Cùng với NLAW Stinger Javelin, loại này là một phần không thể thiếu để một đội quân được coi là yếu kém, bạc nhược không tên tuổi có thể ngăn cản đẩy lùi bước tiến của một lực lượng thuộc hàng tinh nhuệ và hùng mạnh nhất lịch sử thế giới hiện đại. Vâng, đó chính là súng phóng lựu không giật RGW-90 Matador. Ngày nay, khi nhìn vào bản đồ này, người ta thường biết đến danh tiếng của một quốc gia rộng lớn nhất thế giới, mang tầm vóc tương đương với một hành tinh nhỏ thuộc hệ mặt trời. Họ có mọi thứ mà không một quốc gia nào có thể chối từ. Đất đai bao la, ruộng đồng màu mỡ, nguồn tài nguyên vô tận và cả những con người tài năng cản trở. Sự hiện hữu của họ trên thế giới, không ít người tò mò rằng tại sao đất nước này lại có tất cả mọi thứ. Đâu là những vấn đề đang cản bước họ tiến lên hàng ngũ siêu cường lịch sử? Và liệu tương lai quốc gia này sẽ như thế nào? Những con quái vật bằng thép được xưng tụng là bá chủ chiến trường trên bộ. Sự ra đời của chúng là quá trình kết tinh những công nghiệp hiện đại, được thực hiện bởi nền công nghiệp quốc phòng đã từng sản sinh ra những chiếc xe tăng tốt nhất trong lịch sử. Leopard 2A6 xứng danh là vị vua bất bại trên mặt đất, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các đơn vị bộ binh kẻ thù, và là vị thần hộ mệnh đối với các chiến sĩ đồng minh. Được tiến hành dựa trên những trải nghiệm kinh hoàng của lính Mỹ trước các lực lượng xung kích, được tạo ra để khắc chế lối tác chiến, nắm thắt lưng địch mà đánh, cực kỳ phức tạp và khó lường của các lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là mẫu trực thăng chiến đấu Sikorsky S-67, mẫu trực thăng chiến đấu mở đường cho sự ra đời của dòng A-64.